Đây là bức tiểu cảnh Long Hoa Tam Hội đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện về điển tích Đức Di Lặc đản sinh. Tương truyền sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt 56 ức 7.000 vạn năm, có thuyết nói 57 ức 6.000 vạn năm, cũng là thời kỳ mà nhân loại lìa xa chánh pháp, theo tà thuyết, tìm đủ mọi mánh khóe để giết hại nhau, hay còn gọi là thời kỳ mạt pháp. Lúc này có Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời Đâu Suất hạ sinh và ngồi dưới gốc cây có mình như rồng, hoa nở tủa ra bốn bên như những đầu rồng nên gọi cây này là cây Long Hoa. Ngài tiếp tục thuyết pháp trong ba hội và những người trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời xưa tu hành chưa giác ngộ thì đến hội của Đức Phật Di Lặc, tất cả đều đắc đạo nên có danh từ là Long Hoa Tam Hội. Đức Di Lặc cũng có 32 tướng tốt, thân hình đầy đặn, khuôn mặt đoan trang tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt song đẹp như cánh hoa sen, khiến cho chúng sinh đều hết mực kính ngưỡng và đua nhau phát tâm thiện nguyện. Trên tác phẩm Long Hoa Tam Hội này, chúng tôi chạm khắc hình tượng Đức Di Lặc cùng 31 em bé, cộng lại là thành 32 vẻ đẹp của Đức Phật. Và đó cũng là tượng trưng cho những chúng sinh đạt được giác ngộ dưới cội Long Hoa. Ngoài ra khi cộng hai số trên lại thì có số tổng là 5. Đó chính là những pháp hạnh thâm sâu mà Đức Phật truyền lại, như là ngũ giới, ngũ uẩn, ngũ hạnh, ngũ cái. Đó là những bài học uyên bác mà tác phẩm này muốn truyền tải tới. Tác phẩm cũng là lời nhắc nhở chúng ta luôn có Phật ở trong tâm và luôn hành thiện để mai này có quả báo để được dự vào hội Long Hoa của Đức Phật Di Lặc.